được rồi, mày vẫn lại cái đau. Ê, cái đau, mày vẫn lại cái đau. Mày vẫn đau. Đủ má mày kêu tao dừng lại mà. Ê, thằng lồn kìa, đủ má. Thật ra tao cũng đéo có muốn đánh mày đâu. Nhưng mà do tao thấy ngứa mắt quên tao đánh mày thôi. Ê, mày nói lại cho tao thì tao quên mày đâu, tao hứa. Đủ má mày muốn gì vậy hả? Mày quấn tao, mày nói mày không muốn tao mà. Hả? Hả? Tao nói tao không muốn thầy đâu hả? Disnut. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 10 năm nay tao mới gặp lại mày, đủ má đánh chết mẹ mày nó còn. Ê! Mày ăn đấm đau á? Mày đánh hay lắm nhưng mà tao đã học được võ mới rồi. Lần này tao sẽ đánh chết mẹ mày nó còn. Thì hãy xem đây, đủ má bánh chết mẹ mày nè. Hey Toodle, what are you doing here? Go back your film. No man. Hey Toodle, what are you doing? Get back here, Toodle! And his name is John C. Nào, tại sao mày quấn đau? Tớ nói mày rồi mà. Chết mẹ mày. Đồ đó nào. Không quấn đã. Quấn luôn. Quấn chung. Oh yeah? I'll show you this. Huh? Come in, ma'am. Okay. Not bad. Not bad. Whatever. Wake up, fan. Huh? No, you stay right there. Like this. Okay, guys, let's come here now. Now, stop focus.